À cả nhà ơi, một cái phơm hoa phải nói là quá tuyệt vời cả nhà. Đây là dòng giáo siêu bơm Sài Gòn. Trời ơi, hoa nó đẹp kìa cả nhà ơi. Hoa của nó là từ 8 cho đến 10 mấy cánh luôn cả nhà. À, bông của nó sẽ là bông chùm và đặc biệt hoa to cực đỉnh luôn mọi người. Trời ơi, nó đẹp, cái màu nó sáng rực sáng tươi luôn cả nhà ơi. Quá tuyệt vời ông mặt trời luôn cả nhà. Bốn ngón tay của em tầm 6 cho đến 7 phân quý cô chú anh chị. Đó, trời ơi, coi cây nhỏ mà nó nở đẹp kìa cả nhà. Thì huống gì là cây bự nữa đúng không mọi người. Rồi, giá ngày hôm nay là 100k một cây. Bên em có chương trình tri ân đặc biệt cho quý cô chú anh chị đây. 3 cây thêm 1 cây giá không đổi nha cả nhà. Đó, đây, bông quá đẹp. Còn ngần ngại gì mà không lấy cái chương trình mua 3 tặng 1 quý cô chú anh chị ơi. Đó, 3 cây 300 thêm 1 cây nữa giá cũng 300, bao ship toàn quốc luôn. Và đặc biệt hoa của nó rất là thơm cả nhà. Đó, những chú ong đang bay rất là đẹp luôn nha. 3 cây 300 thêm 1 cây giá không đổi anh chị ơi. Nếu ai thích dòng siêu bông Sài Gòn hãy alo cho vườn mai của Trái Chè Bông nha cả nhà. Đó mọi người, số lượng bên em thì có nhiều nha cả nhà. Đó, rồi, không những một giống mà còn nhiều giống nữa. Anh chị hãy đăng ký kênh và follow em để cập nhật nhiều cái giống mai mới lạ nha.